Nguyễn Khôn xin kính chào Tái Ngộ, quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹ và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào Tái Ngộ quý vị. Thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi nhận thư rất nhiều. Rất tiếc là chúng tôi không đủ thời giờ bởi vì chương trình ngày hôm nay chúng ta vẫn tập trung vào chủ đề Biển Đông Dậy Sóng. Có một bạn trẻ nói là kính gửi hai chú Nguyễn Khôi và Hoàng Tuấn, cháu mới xem xong Đọc Báo Vẹ số 372 và có nhắc đến nhà thương điên Sài Đồng được gợi ý cho đại tá công an Nguyễn Đình Chương, nơi đó có tên đầy đủ là Bệnh viện Tâm thần Hà Nội ở ngõ 467 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Hồi trước khi thành lập quận Long Biên vào cuối năm 2003, người dân Hà Nội thường gọi tắt là Bệnh viện Châu Quỳ, bởi vì thị trấn Châu Quỳ cách đó khoảng 3 cây số. Theo báo Công an Nhân dân, có cách gọi đó là do thời bao cấp phải đi xe buýt đến bến Châu Quỳ rồi mới đi bộ lộn ngược nếu muốn đi tới bệnh viện hay là nhà thương này. Theo cháu thì đại tá Trương có thể được gọi là bị trả về hay là bị sổng trại từ Sài Đồng, Châu Quỳ. Cuối cùng, cháu xin chúc hai chú sớm được đọc tin Sài Đồng và Chợ Quán đón 16 cư dân VIP từ Ba Đình. Người biết rõ địa chỉ này chắc phải là dân Hà Nội rồi. Yeah. Rồi. Thưa quý vị, thư nhiều chúng tôi chỉ có như vậy thôi. Và hôm nay chúng ta vẫn tập trung về cái chủ đề là Biển Đông Dậy Sóng. Thì trên báo Sea Times thì có trích một lời của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tên là Phòng Phong Huy tuyên bố: những gì chúng tôi sẽ làm là bảo vệ sự an toàn của giàn khoan dầu và đảm bảo các hoạt động diễn ra bình thường. Thưa quý vị, trong khi đó cái chuyện giàn khoan thì bây giờ là ai cũng biết rồi. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thì lên tiếng. Nhưng mà chúng tôi đọc tới đọc lui chúng tôi không thấy Tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng của Quân đội Nhân dân Việt Nam lên tiếng. Cái việc nó hệ trọng tới chủ quyền của quốc gia mà tại sao Quân đội Nhân dân là một lực lượng bảo vệ đất nước. Và ngày xưa là sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước, có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giải phóng cho được miền Nam. Thế bây giờ cái chuyện giàn khoan nó to lớn như thế mà không thấy Quân đội Nhân dân lên tiếng. Anh thắc mắc. Tôi thắc mắc chứ, mà nhiều người cũng thắc mắc. Tại vì anh cũng thắc mắc quá thôi. Tại sao? Anh cũng hơi quá. Chứ còn thực sự ra tôi đã hỏi lần trước anh có trả lời rồi. Tôi chỉ hỏi là nghề hội nghề cá lên tiếng chưa? Hội nghề cá lên tiếng rồi. Đúng rồi, cần gì nữa. chắc mai mốt đợi tới hội nghề mắm á, vì cá để lâu ngày nó thành mắm. Thưa quý vị, trước khi anh Nguyên Khôi có một bài thì có một cái điểm mà chúng tôi có đọc được một cái bài viết từ trong nước gửi ra, ký tên là Viết Từ Sài Gòn, thì người này thắc mắc và chúng tôi thấy rất là hợp lý là cái giàn khoan á nó lớn bằng một cái sân banh. Và trước khi đặt cái giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam đó, thì đương nhiên bên Trung Cộng người ta phải nghiên cứu trước và người ta phải chuẩn bị, không phải là một chiếc tàu nó chạy vô rồi nó chạy ra. Thế thì trong suốt thời gian mà bảo vệ chủ quyền lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam, cảnh sát biển của mình dĩ nhiên là cũng phải đề cao cảnh giác chứ. Và bây giờ mình đã có tàu ngầm nữa. Thế thì tại sao một cái giàn khoan to lớn như thế một khi nó vô biển của mình rồi lúc đó mình mới biết. Không phải mình anh Hoàng Tuấn thắc mắc, không phải một mình cái vị ở trong nước thắc mắc, mà chúng tôi thấy như thế này. Cái bài báo này, tại vì chúng tôi đang tính đọc bài báo này thì anh Hoàng Tuấn nói chuyện đó, thì cũng có một một người thắc mắc giống như vậy, mà thắc mắc trực tiếp với ông chủ tịch nước. Cái bài báo như thế này: chủ tịch nước không có chuyện sợ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Tức là ông Trương Tấn Sang nói rất là mạnh như vậy, không có chuyện sợ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Rồi. Thì khi mà ông đi nói chuyện với cử tri thành phố Hồ Chí Minh đó, thì có một người là cử tri Vương Liêm, Hội người cao tuổi thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các đại biểu Quốc hội cho biết ý kiến về việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam rồi lại đưa nhiều tàu chiến máy bay ra uy hiếp lực lượng chức năng của ta. Và ông ý kiến như thế này: tôi thấy việc đặt giàn khoan không đơn giản. Trước khi Trung Quốc muốn hạ đặt thì phải thăm dò. Nhưng tại sao vụ việc xảy ra từ đầu tháng 5 mà mãi cho đến mấy ngày sau lực lượng cảnh sát biển kiểm ngư của chúng ta mới có mặt? Phải chăng chúng ta đã bỏ trống biên giới hải đảo nên phản ứng chậm? Ông Liêm nói như vậy. Thì cái thắc mắc này cũng giống như cái thắc mắc của cái vị vừa rồi phải không ạ? Và của anh Hoàng Tuấn. Và mọi người chờ, tôi cũng đọc cái bài báo này và tôi chờ xem là ông Trương Tấn Sang ông sẽ trả lời cho cử tri như thế nào. Dạ vâng. Thưa quý vị, tất cả những cái sự trả lời của ngài chủ tịch ở đây là một sự lặng không. Câu hỏi được đặt ra là tức là không có nói gì cả, không nói chủ tịch nước trả lời như thế nào cả. Thì thưa quý vị, chúng ta có thể đặt ra vấn đề hai cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là có thể là cái đoạn này lúc đó phóng viên nhà báo họ quên, họ lại mất công chuyện, họ đi họ không ghi nhận lại, không ghi nhận được lời nói của chủ tịch. Thứ hai, hoặc là thưa quý vị, ngài chủ tịch cũng cứng họng,
không biết trả lời làm sao bây giờ, tại cái chuyện đó nó rõ ràng, nó hiển nhiên quá, ai cũng biết cái chuyện đó nó là giàn khoan, chứ nó có phải là nó cái giàn khoan nó chắc là nó to hơn cái ô tô chứ không ạ? Tôi nói bằng cái sân bánh mà. Oh. Bởi vì nếu một chiếc tàu nó chạy vô nó chạy ra thì không nói, không? Nguyên cái giàn khoan như vậy thì dĩ nhiên nó phải còn có thời gian. Không phải là thời gian 1-2 tháng đâu, mà có thể cả năm nữa. Thì... tại vì muốn đặt giàn khoan thì người ta đặt giàn khoan không phải là giàn khoan chỗ chơi, ngồi đặt khoan để chơi. Phải nghiên cứu trước. Nó ta phải khoan. Và khoan không phải là khoan chơi, khoan cho vui, mà khoan là phải khoan ở dưới này phải có dầu. Thì người ta mới đặt giàn khoan chứ đâu phải đặt khoan cái chỗ không có dầu, phải không ấy? Mà đó là thuộc đất của mình, biển của mình. Thế thì cảnh sát biển mình bảo vệ lãnh thổ lãnh hải của quốc gia, mà nó một cái giàn khoan to bằng quốc sân banh. Ở nhà có thằng ăn trộm, nó vô nó lấy món đồ nó chạy ra, nó đập hư cái cửa sổ thì không nói làm chi. Còn cái này tự nhiên nhà mình mà ăn trộm nó vô phía sau nhà, nó dựng cái lều ở sau nhà mình, nó đóng cọc, nó giăng dây, rồi lúc đó mình mới biết. Thì thưa quý vị, ở này là có rất nhiều người nói như thế này. Cái này đó có lẽ là đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam bật đèn xanh, Trung Cộng nó mới dám làm. Và cho tới khi mà cái chuyện nó đổ bể ra thì phải lên tiếng. Chứ còn cái chuyện quý vị thấy, cái giàn khoan nó đâu phải nhỏ. Mà thưa quý vị, khi thấy cái giàn khoan như vậy thì chúng tôi lại nghĩ tới một anh hùng của Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cầu mong là mấy nhà ngoại cảm đó, bây giờ làm sao mà gọi hồn anh Lê Văn Tám về giùm. Sao vậy? Bởi vì anh Lê Văn Tám... Mình có bao nhiêu anh hùng mà tại sao gọi mỗi anh Lê Văn Tám? Tại vì Lê Văn Tám ngày xưa là đuốc sống, là chạy vô cây xăng. Thì bây giờ phải kiếm anh Lê Văn Tám mà chèo xuồng hay là chèo cái mình lủi vô giàn khoan nó một cái chứ. Nếu mà cái đuốc sống mà vào giàn khoan dâu là chắc anh như bắp. Cây xăng, đâu sao bằng cái giàn khoan được, đúng không? Thì chứ bây giờ mình phải có Lê Văn Tám, không có Lê Văn Tám thì Lê Văn Chín hay là Lê Văn Mười chứ. Mà sao là anh hùng của mình đâu à? Cứ ra gọi là gặp anh hùng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ như thế này, khi mà Trung Quốc đó, Trung Cộng nó đặt cái giàn khoan như vậy thì có lẽ nó cũng nghiên cứu kỹ lắm. Bởi vì Việt Nam và Cuba là một anh ngủ một anh thức. Để mà canh giữ hòa bình thế giới. Thì nó lựa khi đang ngủ. Cái lúc mà Việt Nam đang ngủ nó đẹp ngủ. Chứ Cuba, nếu mà đang thức thì đã thấy. Cuba xa quá. Cuba xa quá. Việt Nam thì nó đang, lúc mà Việt Nam ngủ đó, Cuba thức. Thì Cuba nó thức ở bên kia, Việt Nam phải ngủ bên này. Cho nên canh lúc ngủ nó vô. Tôi nghĩ vậy. Thằng này nó cũng ghê lắm mà. Nhưng mà Trung Cộng nó ma mảnh. Tôi đã giải quyết cái thắc mắc của người khán giả của anh trong nước rồi, phải không ạ? Bạn đọc trong nước rồi. Tức là đại khái là mình biết lý do tại sao mà nó to bằng cái sân banh to đùng như vậy mà không biết. Okay. Bây giờ cái chuyện kế tiếp đây, có cái điều này tôi muốn hỏi Tuấn, báo chí trong nước thì cũng đăng. Nhưng mà tôi đọc báo chí tôi thắc mắc thôi, thì chỉ hỏi anh thôi. Tôi hy vọng anh là người lúc nào cũng có những cái gọi là những cái nhận định nó rất là phải nói là sáng suốt. Nhưng không, anh có thì thể tôi nhờ mấy nhà ngoại cảm. Là tại sao tranh chấp biển thì nhiều? Trung Quốc không phải mình tranh chấp biển với Việt Nam, phải không ạ? Tranh chấp biển là tranh chấp biển. Trung Quốc thì đang tranh chấp biển với Nhật này, với Philippines này, rồi cả Malaysia nữa, cả Brunei nữa. Tại vì cái khu vực biển nó cũng nhiều nước nhận chủ quyền mình trong đó, mà Trung Quốc thì nhận tới 90%, cho nên đụng độ với nhiều nước. Mà tại sao Trung Quốc không đưa giàn khoan vào cái vùng mà tranh chấp cái đảo mà điếu ngư Senkaku đó với Nhật Bản? Tại sao Trung Quốc không đưa cái giàn khoan đặt vào cái gần cái phía bên Philippines mà lại đặt ở bên Việt Nam, tại sao vậy? Ồ, tại vì bên đó nó không có mỏ. Việt Nam mình có nhiều mỏ. Anh có chắc không? Tôi nghĩ bên đó cũng có nhiều chứ. Thì nó phải biết là nó khoan ngay cái mỏ của Việt Nam. À, mỏ đấy phải là mỏ dầu đó. Tức là thằng Trung Quốc nó khoan ngay cái mỏ Việt Nam, bởi vì nó biết khoan cái mỏ của Phi Luật Tân hay là mỏ của Nhật Bổn thì không có yên. Nó khoan ngay cái mỏ Việt Nam là nó tâm ngay. Rồi, thưa quý vị, còn cái chuyện như thế này nữa, quý vị cũng biết là ở Bình Dương, ở Đồng Nai đó có nhiều công nhân biểu tình, nhưng mà cái đây là một điều cũng đáng buồn, là khi mà chống Trung Quốc là cái chuyện là đương nhiên rồi, bởi vì người dân bây giờ người ta cũng rất là phẫn uất, chứ không có bức xúc nha, không có bức xúc gì cả, phẫn uất. Nhưng mà nếu mà phá những cái cơ sở, những cái công ty của Singapore, của Mã Lai Á, của Nam Hàn, của Nhật Bản thì đó là cái điều không nên. Nên cái đó là điều chúng tôi cũng hoàn toàn không đồng ý với cái chuyện đó, bởi vì đó là những cái kẻ mà lợi dụng. Thì quý vị cũng biết là Việt Nam như ở Đồng Nai cái vụ mà cái xe bia, người ta lật bia mà còn ra hôi của mà. Thì đây là những kẻ lợi dụng, thì đây là cái điều mà rất là đáng buồn, bởi vì như thế đó, nó sẽ làm cho tình hình nó rối ren. Và khi nó rối ren đó, thì cái thiệt hại trước tiên là những công nhân.
những công nhân làm việc trong các công ty của ngoại quốc đó, thì đương nhiên là những công ty đó người ta rút lui thì công nhân mình sẽ thất nghiệp. Thì đó, tất cả những cái sự thiệt thòi sẽ đổ lên đầu của nông dân và công nhân. Chứ còn thực sự nó mấy ông lớn thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì. Nhà cửa tiền bạc thì gửi bên Thụy Sĩ rồi. Nhà cửa thì có gì bỏ chạy thì con cái nó cũng cắm bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức, bên cả các nơi rồi. Nhưng mà chúng tôi thấy điều này rất là đáng buồn. Thì về cái tin mà những người mà biểu tình chống Trung Cộng rồi là phá các công ty xí nghiệp, thì lại có một cái tin khác là do có một cái tổ chức xúi dục, phải không anh? Tôi thấy có bài báo đó, xin mời anh. Có bài báo như thế này là công nhân được phát tiền để dụ dỗ đi biểu tình. Nhóm kích động gây rối trong một số cuộc tuần hành vừa qua đã mua cờ tổ quốc, áo phát cho công nhân, cho tiền để dụ dỗ đi biểu tình. Ngày 16 tháng 5, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho biết những kẻ kích động gây rối ở các tỉnh thành Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh có tổ chức và chuyên nghiệp. Phản ánh từ cán bộ công đoàn cơ sở thì từ trước đó chúng ta mua cờ tổ quốc, áo với số lượng rất lớn. Công nhân vừa ra khỏi cửa nhà máy đã được phát áo, thậm chí có nơi phát tiền 50.000 đồng cho mỗi người. Những kẻ này còn photo bản đồ chỉ dẫn vị trí doanh nghiệp Trung Quốc Đài Loan để công nhân biết đường đi. Quá trình diễn ra diễu hành gây rối, chúng sử dụng bộ đàm liên lạc với nhau. Cao trào các cuộc diễn hành, một số công nhân nhận được tin nhắn kêu gọi biểu tình sẽ được cho 200.000, 300.000 đồng, vân vân và vân vân. Thực sự là đọc thì chúng tôi biết là đọc như vậy thôi. Tin thì thưa quý vị, chúng tôi có thể nói là hoàn toàn không tin cái chuyện này nó có thể xảy ra. Dạ, bởi vì thưa quý vị, đối với người cộng sản đó, cái gì người ta cũng nói được. Vì dĩ nhiên chúng tôi cũng tin là có những người xấu đi hôi của. Nhưng mà nếu mà quy cho có một cái tổ chức mà mua cờ tổ quốc rồi là phát tiền, thưa quý vị, cái chiêu á đi biểu tình lãnh tiền á xưa lắm rồi. Ngay cả xứ Mỹ người ta đi biểu tình, người ta chống các phái đoàn của cộng sản Việt Nam, thì ông Nguyễn Thanh Sơn, ông phụ trách về ngoại giao, về phụ trách về người Việt ở hải ngoại, mà ông còn báo rằng là ở nước ngoài những người đi biểu tình để được lãnh tiền. Thế cho nên cái chuyện mà bây giờ mấy ông nhà nước nói cái này thì chả ai tin. Với lại thực sự đã đọc những cái bài này mình thấy chua xót một điều. Chua xót là người ta đánh giá cái tinh thần yêu nước của người dân trong nước quá thấp đi. Thế có vì đi biểu tình chống Trung Quốc mà lại bây giờ tự nhiên cái đặt điều ra. Đồng ý là có thể là có một số người xấu nó lợi dụng cái việc này, nó làm hôi của vân vân, nó làm cái chuyện không có đúng, nó cứ sai, thì ai làm sai người đó phải chịu lãnh nhận cái hậu quả, cái hình phạt của luật pháp, phải không ạ? Cái đó không ai bênh vực cả. Nhưng mà người ta đi biểu tình yêu nước và ai cũng thấy rõ ràng như vậy. Cái tình hình yêu nước được cái video clip còn trên đó, trên mạng còn đó, hình ảnh báo chí trong nước cũng đang rõ ràng như vậy. Cái tinh thần yêu nước của người dân không thể mà nói như thế này được, phát tiền để dụ dỗ đi biểu tình. Tại sao phải nói như cái vậy? Cái lực lượng nào mà có tiền mà đánh giá quá thấp cái tinh thần yêu nước của người dân. Thưa quý vị, bữa trước chúng tôi có trao đổi với một số anh em ở trong làm việc chung ở trong đài đó, và một số bạn bè. Tôi có đặt câu hỏi mà không ai trả lời được là tại sao từ trước đến giờ Đảng luôn luôn là tự hào là mình người đi đầu, người dẫn đường, giai cấp tiền phong, Đảng lãnh đạo và sẽ hướng dẫn cho nhân dân đi theo con đường đúng đắn. Mà tại sao bây giờ, thưa quý vị, đến lúc này thì hình như là nhà nước hơi chậm chân, Đảng hơi chậm chân, nhân dân đi đầu rồi nhà nước mới đi theo, Đảng mới đi theo. Ủa? Thay đổi trật tự hết rồi à? Không, biểu tình ở trong nước đó thì có nhiều nguồn tin cho biết là nó có hai luồng, một luồng là biểu tình quốc doanh, một luồng là của nhân dân, của quần chúng, người ta bất mãn đó, người ta phản quốc vì Trung Cộng xâm lăng. Nhưng mà có một cái luồng của quốc doanh á, luồng của đoàn thanh niên. Và thưa quý vị, trong khi đi chống Trung Quốc á, thì một bên đã hô là đá đảo Trung Quốc, đá đảo Trung Cộng, thì bên này cứ hô là Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh xong mang trên sự nghiệp của chúng ta. Mà cái chuyện trước mắt là thằng Trung Cộng nó xâm lăng mình, Đảng quang vinh làm cái trong thời điểm này nó không có ảnh hưởng gì cả. Và có một người gửi chúng tôi email là khi mà hô là khi đoàn biểu tình nó hô là đá đảo Trung Cộng á, thì mọi người đồng loạt hô lên. Nhưng mà có một cái nhóm cò mồi của nhà nước á, biểu tình quốc doanh thì nó Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm thì chạy hồ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi thì chạy hồ. Bởi vì là chỗ sống đâu mà sống, nằm ở trong lăng Ba Đình mà nhiều khi còn là giả nữa. Cho nên cái đó là cái chuyện quý vị thấy, cái đối với người cộng sản người ta không có quê hương đất nước, không có dân tộc gì cả. Và bây giờ cái tình hình mình trong nước nó rối ren đó, chúng tôi chỉ thấy tội cho người dân thôi, đặc biệt là những công nhân, đó là những người mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.